Sáng nay thì Hà Nội đã bắt đầu tuần mới trong thời tiết mưa lạnh. Ở các tỉnh miền Trung thì cũng trong đợt mưa lớn do tác động của không khí lạnh. Nhưng không chỉ có lạnh, mưa lớn chút xuống còn đi kèm với cảnh báo lũ trên các sông. Đây cũng là nội dung cuối của 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả. Từ nay đến ngày 18 tháng 11, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Bắc Phú Yên ở mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị từ Quảng Bình đến Phú Yên. Bà con hãy di chuyển gia súc, gia cầm, đồ đạc lên nơi cao để tránh ngập. Dự trữ nước sạch, lương thực, thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết.